Lô nghe Ờ. vô ơi. Em chào anh cơ quan nhé, em chào cô chú chị, lâu lắm rồi mình không có giao lưu. Tiện thể nếu mà có thể thì cho em chào luôn mấy em ở lá mới quê nhé, chào luôn cả mấy anh em gọi là có sẵn cái tư tưởng mà biếu nước cầu Vinh nhé, chào luôn những thành phần Mê Tây nhé, hay là những Đây anh rồi em đây rồi. mà mấy ở đấy mấy em Tây nội địa rồi mấy em gọi là Tây giỏi tiếng ta luôn đang ở các nước trên thế giới nhé. Mà đây là em cũng xin phép luôn cô chú chị là em chỉ nói những thành phần mà nó có cái tư tưởng hành động đúng không ạ, nó chống phá đi ngược lại quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước cũng như nhân dân Việt Nam thôi, còn đối với bà con Việt kiều ở các nước mà có cái tinh thần hướng về quê hương dân tộc của em không có đề cập đến nhé, em rất là trân trọng những người đó. Thì hôm nay cũng sẵn tiện là lâu quá không like rồi, em thì không có thời gian để like, nó thật là thứ nhất là không có thời gian, thứ hai nữa là em lại không có kinh nghiệm để mà mở like đúng thế, thế thành ra là nó cũng có những cái khó khăn, mặc dù em cũng có Facebook có YouTube nhưng mà về kinh nghiệm like thì em chưa có kinh nghiệm mà để mở một ra một cái like như thế nào rồi ra làm sao, thì em vẫn đang học hỏi, nếu có điều kiện thì em sẽ giao lưu cùng với cô chú anh chị nhiều hơn. Thực ra thì Có liên hệ với thằng thân hướng dẫn cho thân, ví dụ mấy vụ này thân rành lắm. thì em lại không có thành cái này lắm, thế nên là em đang tìm hiểu, nhưng mà căn bản là nó xuất phát từ góc độ công việc thôi, nhà em thì buôn bán mà, thế nên là từ sáng sớm tới tối là gần như là bận lắm, không có thời gian ấy. Thì ở đây thì cũng nhân tiện lâu lâu vào live cơ qua rồi chia sẻ rồi cũng giao lưu với cô chú anh chị luôn ấy, cô chú anh chị mà có vấn đề gì trao đổi thì em cũng theo theo hiểu biết của em xin phép anh cơ quan chủ diễn đàn em trao đổi luôn, tránh có một số cô chú anh chị mà nhắn tin thì nó rất là khó đúng không ạ, nhắn qua tin riêng đó thì nó rất là khó, bởi vì là em thì em cũng không ngại gì công khai cái Facebook hay là cái Zalo của em đâu, nhưng mà nó xuất phát từ góc độ thời gian công việc của em thôi, cho nên là nếu mà không trả lời được thì cũng ngại, sợ cô chú anh chị này nghĩ là thằng này nó cây kiệu hay này kia, mà thực ra là không có thời gian, thực ra không có thời gian, nói đúng là như vậy, thế thì cũng mong cô chú anh chị thông cảm cho, theo nó nhắn tin cho thằng này mà chú nhắn cho mày mà thấy mày trả lời như này như kia thì cũng rất là tội nha. Thực hư cái câu chuyện này thì mình có thể em trao đổi thẳng thắn như vậy thì cô chú anh chị có thể thông cảm. Thì cái buổi live ngày hôm nay ấy, thì như thế này, em sáng ngày hôm nay thực ra cái thông tin ấy, thì nó xuất phát từ trên TikTok anh, nó liên quan đến vấn đề sức Tóc khỏe hả? của các lãnh đạo trên lãnh đạo đảng nhà nước mình ấy. Thì đầu tiên nó xuất phát là từ những cái TikTok hoặc Facebook của những cái thành phần nó chống phá đất nước thôi, có nghĩa là nó không có hiểu được về cái vấn đề mà nó liên quan đến cái vấn đề, nó có nhiều vấn đề trong đó nhưng mà nó không có hiểu là nó liên quan đến cái hoạt động chính, cái vị trí cái vai trò hay là cái chức năng nhiệm vụ của chủ tịch nước hay là của thủ tướng chính phủ hay là của quốc hội, chủ tịch quốc hội hoặc là tổng bí thư hoặc ban bí thư ban chấp hành trung ương hay là bộ chính trị, như bọn này nó không hiểu hết đâu, chúng tôi là khả năng nó đọc một phần thôi, gọi là nó hiểu một phần nào đó xong rồi nó lên nó xuyên tạc, bởi vì cái về cái xuất hiện trên các cái phương tiện truyền thông của bác tổng bí thư gần như cái thời gian thời lượng nó sẽ ít hơn, nếu như mà cô chú anh chị để ý là sẽ ít hơn là chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ, bởi vì hai cái chức danh lãnh đạo đó thì nó khác, nó với nhiệm vụ chức năng nhiệm vụ và vị trí vai trò khác với lại của bác tổng bí thư, cho nên là nó căn cứ vào đó thì nó đồn đoán thôi, nó đồn đoán thôi. Thì bây giờ có những cái mà em thấy như thế này, có nghĩa là trước đây anh em chúng ta thường lên các phương tiện truyền thông kể cả là trên mạng xã hội để chúng ta tìm hiểu thông tin, thế nhưng mà bây giờ mà chúng ta lên mạng xã hội thì chúng ta lại lại phải có một cái đầu để mà đặt cái thông tin đó chứ không phải tìm hiểu nữa đúng không ạ, để tỉnh táo để mà có cái đầu để mà suy luận ra được cái thông tin đó là đúng hay sai. Thế thì ở đây ấy, thì em nghe cái câu chuyện này ấy, thì em đã thấy nó là như thế này, có những cô chú anh chị mà
cũng là tham gia rất là lâu trên không gian mạng. Em thì em không dám dám dạy khôn đâu nha, em nói trước, em chỉ trao đổi theo cái quan điểm của em thôi. Là khi mà nghe cái thông tin như vậy thì cũng đăng những cái bài ẩn ý, đúng không ạ, ẩn ý thế này thế nọ. Thế nhưng mà thực ra cô chú anh chị phải hiểu là cái vấn đề cái đầu tiên đó, mà họp quốc hội ấy, mà thấy cái từ bất thường, đúng không ạ, thì mọi người lại đặt ra câu hỏi. Mà mọi người đặt ra câu hỏi ở đây không phải là mọi người xuất phát từ những cái suy nghĩ cá nhân, mà lại xuất phát từ những cái gọi là bị dẫn dắt của những thành phần bên trên thế giới. Thực ra nếu mà cô chú anh chị có bỏ thời gian ra mà đọc hiến pháp năm 2013, đúng không ạ, đọc hiến pháp năm 2013 này, rồi lại đọc nghị quyết số 102 đó của Quốc hội khóa 13 năm 2015 này, rồi luật tổ chức Quốc hội 2011 này, thì người ta quy định rất là rõ ràng về cái thời gian họp Quốc hội là như thế nào, một năm họp mấy lần, họp từ ngày nào đến ngày nào, và nếu mà rơi vào ngày thứ sáu hoặc ngày cuối tuần thì sẽ như thế nào, rồi thời gian như thế nào, đúng không ạ. Trước khi cuộc họp mỗi năm, ví dụ như là mình có quy định là Quốc hội họp thường lệ mỗi năm một lần, mỗi năm là 22 kỳ đấy, kỳ giữa là khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và kỳ cuối là khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Là nếu mà trùng vào cái ngày thứ sáu của tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày khai mạc kỳ họp là ngày làm việc kế tiếp, nó quy định rất là rõ. Và đối với cái trường hợp mà nếu mà kỳ họp thường lệ đó thì tổ chức là người ta sẽ gửi các cái chương trình, dự kiến các chương trình kỳ họp để xin ý kiến các đại biểu quốc hội là trước 30 ngày. Còn đối với kỳ họp bất thường thì là chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp là phải gửi đến cái chương trình dự kiến đó cho các đại biểu quốc hội. Và trong cái luật, đúng không ạ, rồi trong nghị quyết, rồi trong hiến pháp thì nó quy định rất là rõ, ngoài cái vấn đề họp thường lệ thì có thể họp bất thường. Họp bất thường, cái họp bất thường ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải như đã quy định. Thế trong một đất nước thì người ta sẽ có những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, vân vân, các lĩnh vực của đời sống xã hội đó cần thiết phải điều chỉnh, phải thay đổi cho nó phù hợp với tình hình thực tế thì phải tổ chức họp. Bởi vì cơ quan quốc hội là cơ quan lập hiến lập pháp mà, đúng không ạ, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước thì là cái cơ quan thông qua, thế nên là phải họp. Và quốc hội ở đây là những đại biểu quốc hội là đại biểu cho các cử tri cả nước, đúng không ạ, là nơi trao đổi tâm tư nguyện vọng, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Thì cái chuyện này nếu như mà cô chú anh chị mà đọc đó, kiểu khó bỏ thời gian ra đọc xíu thôi thì đấy, cái vấn đề này nó rất là bình thường, nó rất bình thường. Giống như ngày hôm nay lớn mà chúng ta nghe cái lúc đầu mà anh Cường á, tổng thư ký quốc hội á, căn cứ vào hiến pháp, đúng không ạ, luật tổ chức kỳ họp ngày hôm nay, nếu như mọi người để ý sẽ thấy nó rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà khi những cái thành phần bên kia đó nó đã chống phá Việt Nam mình rồi thì bất kỳ một cái việc gì nó cũng sẽ chống phá thôi. Cho nên là khi mà tổ chức một cái cuộc họp như thế này thì nó lại rêu rao, nó ở hướng này hướng kia, ở thế này thế nọ, là tại sao lại bất thường. Thực ra cái cách mà nó dẫn, nó gọi là các cháu vào chuồng đó mà, mày giờ cứ bảo nói thế cho nó nhanh thì nó nhìn cái là sẽ hiểu ngay. Thế nhưng mà lại có những người, một là có thể là ít tìm hiểu, ít đọc, thứ hai nữa là nghe già cả tin, và thứ ba nữa là cùng phè cho nó, nói thế cho nó nhanh. Đấy, thì là có những cái đưa ra những cái suy luận mà tính chất cá nhân, nhưng mà nó thiếu tính chất khách quan và thiếu cái chứng cứ khoa học, cũng như là các cái văn bản quy phạm pháp luật người ta đã quy định về cái vấn đề đó, mọi người không để ý. Còn về cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà cái thông tin mà đồn đoán về sức khỏe bất đồng ý thư đó, thì đến ngày hôm nay ấy, thì em có thể nói theo cái quan điểm cá nhân của em như thế này. Cái quy luật con người chúng ta sinh ra từ nhỏ, đúng không ạ, là quy luật sinh lão bệnh tử, cái đó thì không ai có thể thoát được, đó là quy luật của cuộc sống rồi. Và nó là một cái chuỗi đó, cái chuỗi tuần hoàn của con người đó. Từ lúc nhỏ sinh ra cho biết lật, đúng không ạ, biết bỏ, biết đi, cho đến khi trưởng thành, xây dựng gia đình, con cái vân vân, và đến ông lên bà, rồi đến khi bệnh tật qua đời, cái chuyện đó nó hết sức là bình thường, rồi ai cũng phải trải qua. Thế nên là với cái việc lãnh đạo không riêng của Việt Nam mà các nước cũng vậy thôi,
đến một lúc nào đó rồi thì cũng phải qua đời thôi, chứ không ai sống mãi được, đúng không ạ? Không ai sống mãi được. Có sống mãi ở đây là gì? Cái tinh thần, đúng không ạ? Cái đạo đức, đúng không ạ? Cái phong cách của các vị lãnh đạo đó để lại cho thế hệ sau, thì cái đó thì nó sẽ là mang lại cái gọi là sống lại, sống mãi với lại cái quốc gia dân tộc đó, với cái công trạng đó, cái tinh thần đó, cái cống hiến đó, đúng không ạ? À, ví dụ như các nước nữa thôi, người ta đều có những cái mà những gọi là những cái lãnh tụ hoặc là những cái người mà kiệt xuất, người ta để lại các cái vấn đề, các mọi vấn đề trong đời sống xã hội để lại cái thế hệ sau đến ngày hôm nay, thì người ta vẫn trường tồn, đúng không ạ? Vẫn được thế hệ sau nhắc đến. Chứ còn dĩ nhiên là không phải là chỉ có người tốt mới được nhớ đến, à, những người xấu người ta cũng được nhớ đến, và những người mà gọi là đi ngược lại với cái lợi ích của loài người cũng được nhớ đến, nhưng mà nhớ đến theo một khía cạnh khác. Đấy, em đang muốn nói là như vậy. Thế thì ở đây đó, khi mà nó thấy cái việc mà bắt đầu cái xuất hiện thì nó lồn đoán là sẽ như thế này như thế kia, rồi là nó lồng ghép, đúng không ạ? Mà em thấy rất là vô lý ở chỗ là cái nhận thức của con người chúng ta hiện nay sao nó lại kém như vậy, thì em không thể hiểu được. Đó là anh nhìn vào cái hình là anh đã biết nó ghép rồi, nó ghép, nó cũng nó cũng có thể nói là một cái người mà bị cận thị với em, mà không cần em tính em nhìn cũng ra là nó ghép rồi. Thế nhưng mà mình vẫn có người tin được là cái đó là sự thực, đúng không ạ? Cô tướng chị phải hiểu như thế này, cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam của mình đó, thì là cái cơ quan, đúng không ạ? Cơ quan là lãnh đạo duy nhất ở Việt Nam chúng ta. Đấy, thì cái cơ quan đảng thì đứng đầu cơ quan đảng đó là Tổng Bí thư, đúng không ạ? Dưới thì có các ủy viên Bộ Chính trị, rồi là Ban Bí thư, rồi cuối cùng nó là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương theo các khóa, như chúng ta giờ đang là khóa 13. Thế thì trong cái này đó thì người ta có các cái nhiệm vụ khác nhau. Bên cạnh đó nó còn có các cái cơ quan trực thuộc, rồi là thành viên, người ta quy định rất là rõ về cái chức trách nhiệm vụ được giao. Và trong cái đó thì nó có một cái ban, đúng không ạ? Có một cái ban người ta gọi là ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương, nhớ không nhầm ở như thế. Các cái cơ quan tham mưu giúp việc đấy, nó gồm như hình như là có 10 cơ quan gì đó tham mưu giúp việc, thì trong đó nó có cái ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Thế thì ở đây mà nói đến là gì, không riêng gì Việt Nam chúng ta đâu, về cái tình trạng sức khỏe của các lãnh đạo trên thế giới người ta cũng thuộc dạng là mệt nha. Vừa rồi chúng ta thấy cái bộ trưởng bộ quốc phòng của Mỹ Lloyd Austin đó, đúng không ạ? Nhập viện thì một thời gian dài ông đâu, thậm chí là ông không báo cáo ai cả. Tổng thống không biết luôn. Vậy mà không mang các bạn đâu. Mà còn có cái thông tin là ông ra lệnh cho cái lực lượng của Mỹ ở Biển Đỏ để mà trong cái tham chiến với cái lực lượng Houthi ở Yemen. Báo chí đã đưa tin. Và đến khi mà cái thông tin nó rộng rãi ra, có nghĩa là mọi người không thấy ông đi làm, rộng rãi ra, bắt đầu dần dần đến tổng thống không biết là ông đi đâu. Đấy. Và sau đó là tôi thông báo là nhập viện. Thế là bộ trưởng bộ quốc phòng của Mỹ, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ thôi. Còn đây là một người đứng đầu của một đảng, lãnh đạo của một nước, thì cái việc mà bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương nó là thuộc mặt trận quốc gia nào cũng vậy thôi. Đấy, đến một giai đoạn nào đó thì công khai như thế nào, cũng có cái phương thức công khai, đúng không ạ? Thế mà bây giờ các anh các chị cô chú tham gia không gian mạng phải hiểu một cái điều là như thế này: nếu như thực sự có cái việc xảy ra đó, như trước đây chúng ta thấy bác Võ Nguyên Giáp, đúng không ạ, bác Trần Đại Quang, thì nó cứ đồn đoán đó là nó thấy sức khỏe của bác này xuống, đúng không ạ? Ít thế xuất hiện bắt đầu nó đồn đoán. Thế thì xin thưa với cô chú anh chị là cô chú anh chị lấy đâu ra các cái bức ảnh đó, cái bức ảnh mà ở trong viện của các lãnh đạo cấp cao đó,
chỉ có quay lên thời sự, ví dụ ngày hôm nay là ví dụ như là Bộ Quốc phòng, đúng không ạ, Bộ Tổng tham mưu đến thăm chúc sức khỏe đại tướng đang điều trị tại bệnh viện, ví dụ thế, rồi nó cắt từ một cái đoạn clip thôi, nó ghét cái ảnh không. Thế nhưng mà cô chú anh chị này, lại rất là đơn sơ đơn giản là hiểu như thế nào thì em không rõ, những cá nhân em thì em không có tin, bởi vì tất cả những thông tin nó là mật, mà đã là mật rồi thì chỉ có các cái cơ quan nào, cá nhân nào, thẩm quyền nào mới được biết. Mà đúng rồi, cũng đã những cá nhân cơ quan có thẩm quyền được biết ấy, thì không lẽ được đã đi chơi với mấy thằng ba que sổ lá từ quần à, mà người ta lại đi thông báo thì chúng nó biết, hay là chúng nó chui về từ bên đó, chui về bên này để nó vào nó thăm dò để nó biết mà nó đang lên, còn công các bà cũng để vào sổ sổ đấy, đúng không ạ? Còn dĩ nhiên là cái việc gì đến nó sẽ đến, đúng không ạ? Các anh các chị cô chú có sổ sổ lên nó không thay đổi được, nó không giải quyết vấn đề gì được. Mình hiểu nó như vậy, dĩ nhiên là với cái sự cống hiến, đúng không ạ, của cá nhân cũng như các tổ chức từ xưa đến nay đều được nhân dân Việt Nam chúng ta ghi nhận và trân trọng cái điều đó đối với bất kỳ một lãnh đạo nào, thời kỳ nào, và cống hiến vì quốc gia dân tộc này, thì người dân Việt Nam chúng ta đời đời chưa bao giờ quên cả. Đến thế hệ như của con em bây giờ cũng chưa quên. Thế nên là cái việc nó sẽ xảy ra là nó sẽ xảy ra. Cô chú anh chị có lên Facebook đồn đoán đi chăng nữa, hay là cầu đi chăng nữa, nó không thay đổi được. Đó là sự thực, nó là hiện thực khách quan. Thế mình ở đây mình phải có cái niềm tin, đúng không ạ? Phải có niềm tin, phải có cái tinh thần. Tinh thần tin vào gì? Tin vào tổ chức lãnh đạo, đó là đảng, chính phủ, đúng không ạ? Nhà nước, tin vào các tổ chức chính trị xã hội. Các anh các chị phải tin vào mấy thằng que sỏ lá thì đến chịu ai rồi. Những cái thông tin đó mà bọn nó biết nó truyền được cho các anh thì mà để các anh chia sẻ thì em đến chịu các anh cũng biết là các anh đứng ở cái vị trí nào. Bây giờ các anh phải nhìn lại xem những cái thằng đó nó đang ở vị trí nào. Nó ở bên Mỹ đây, bố nó còn không biết là bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ đi viện, nó huống chi là nó đồn là bây giờ cái tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thế này nọ mà không có bản tin được, đúng không ạ? Và nhân tiện đây em cũng qua like của anh Thơ Quang nhé, em cũng chúc mừng cô chú anh chị, đầu thì mọc nhiều tóc nhưng túi thì lắm tiền, chịu khó đóng ngân sách cho nhà nước đi. Những thành phần mà nó ở nước ngoài đấy thì nó có cái gọi là gia phả chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay rồi, thì cái việc nó nói này nó kia nó chuyện bình thường đấy, bọn đấy thì mình cũng chắc nó thẳng thế. Còn những anh ở trong nước ấy nhá, mà các anh nghe theo bọn nó nhá, rồi các anh lên các anh chia sẻ những thông tin không đúng sự thật đấy, thì cũng chúc mừng anh, chúc mừng các anh có lắm tiền thì các anh cứ đóng vào ngân sách nhà nước để mà cùng với nhà nước, đúng không ạ, có được chi phí để có thể lo những cái tết cho những cái các bạn cô chú anh chị công nhân xa nhà này, đúng không ạ, vùng sâu vùng xa vùng đùa từ dân tộc thiểu số giống như của em chẳng hạn, như chỗ em đây chẳng hạn, đúng không ạ, để người ta có cái tết ấm no hơn, mặc dù là người ta có thể ít tiếp cận hơn nhưng người ta lại có những cái suy nghĩ và nhìn nhận nó hay hơn các anh chị đấy. Anh nghe mấy cái thằng mà nó khát nước mà ở ngay vùng lũ lụt nhưng mà lại không có nước để uống mà vẫn còn nghe được thì em cũng đến chịu đấy. Khi mà chúng ta tham gia không gian mạng này rồi, trước đây đúng không ạ, mạng nó là ảo, nhưng mà đến một cái giới hạn nào đó thì người ta cũng phải có quy định để người ta hạn chế những cái mà các anh vượt quá cái quyền lợi ích hợp pháp của các anh mà các anh xâm phạm người ta chứ, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ chúc mừng nhé, cứ chúc mừng các anh, các chị, cô chú mà đã nhiệt tình chia sẻ những bài viết của mấy thằng ba que sỏ lá thì cứ chịu khó lên phường, lên xã, lên huyện uống trà rồi mà đóng tiền vào để trả giá được cái nguồn gốc của mình. Đúng không? Đúng không? Em nói thẳng nhé, em không phải chơi đâu, em cũng khôn hơn ai đâu, nhưng em nói thẳng luôn là trả giá được sự nguồn gốc của mình, mà mọi sự nguồn gốc đều trả giá bằng tiền mặt hết, chứ không trả giá bằng cái gì cả. Ở đây mình tham gia mình phải biết những cái nó thuộc về bí mật quốc gia, mà các anh các chị để nghe mấy cái thằng tít tít đâu nửa bên kia trái đất đó là ngồi trong bàn mà các anh các chị nghe được, đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề như vậy. Vấn đề thứ hai nữa là hôm nay em cũng trao đổi luôn, thế thì tại sao trước đây á những cái kỳ họp đúng không
các cái kỳ đại hội ấy, của đảng ấy. Ví dụ chúng ta đợt tới này chuẩn bị đại hội này, nhiệm kỳ tới này, mỗi nhiệm kỳ 5 năm là bọn nó hay đồn lắm, nó hay đồn là người này thế này, người này thế kia, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực ra đó là do cô chú anh chị không chịu đọc, không thể tìm hiểu thôi. Ví dụ người ta có quy định điều kiện tiêu chuẩn của tổng chức vị, cái chức danh tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, lại phải đạt những cái tiêu chuẩn như thế nào, đúng không ạ? Về trình độ, về đạo đức lối sống, rồi về cả cái chức danh của đảng anh phải như thế nào thì anh mới được giữ cương vị đó, rồi là anh bộ chính trị, đúng không ạ? Rồi là anh ban bí thư, nó có quy định hết đấy, có tiêu chuẩn điều kiện hết. Thế thì nó bỏ thời gian nó đọc một tí thôi, xong nó lại dắt anh cái chịu vào chùa, thế bảo ủi thủng lại thằng này nó nói đúng quá, thở nó đoán đúng ghê. Nhưng mà thực ra nó nhìn nó nhìn vào các cái điều kiện tiêu chuẩn và nó đối chiếu với những người mà đã trúng cử đó, các đại biểu trúng cử đó, thì nó có thể luận ra được, đúng không ạ? Nó có thể luận ra được là anh này như thế này, anh này như kia, nó luận ra được. Dĩ nhiên nó không chính xác 100%, thế nhưng mà nó luận ra được. Ví dụ như là gì, chức danh tổng bí thư là phải đầu tiên là bầu ban chấp hành đã, đúng không ạ? Ban chấp hành trung ương đã. Ví dụ như hiện nay chúng ta là chúng ta đang có 185 ủy viên ban chấp hành trung ương, trong đó có 164 ủy viên là chính thức và 20 ủy viên dự bị. Thế thì ít nhất anh phải vào ban chấp hành trung ương, đúng không ạ? Rồi ban chấp hành trung ương mới bầu bộ chính trị, tổng bí thư, nó phải từng bước thôi. Thế thì dần dần cái số lượng nó sẽ rút lại, thế nó ngủ nó đồn đoán, đúng không ạ? Thế nhưng mà cũng qua cái sự việc này để cô chú anh chị mới thấy được thôi gì. Cái người nào nó không phải nó lên Facebook hay TikTok, nó có tích xanh, nó là tên chính xác đâu nhá. Hay là nó là idol mạng, nó là tên chính xác đâu. Có những cái thông tin nó phải là xuất phát từ các cái cơ quan chính thống, người ta phát ngôn ra nó mới là chính xác. Còn cái các chị đừng có vội chê cái nổi tiếng của mình, đúng không? Hay là cho rằng mình cần phải đưa cái thông tin này giống như kiểu là mình là người đầu tiên biết tin vậy. Vô tình ra các chị là trở thành cho nó dắt mũi rồi không nói á, nó lùa các anh chị vào chuồng rồi không nói, mà có các anh có chị cũng phải bỏ tiền nó vào ống phạt ấy. Mà các anh chị mà trao đổi với nó có khi nó bảo mày ngu mày chết chứ tao cũng bảo mày đăng đâu, đúng không ạ? Ra thì nói tao ở nước ngoài tao đâu có bị phạt đâu, ai kêu mấy đứa mày ngu chia sẻ lại bài tao chứ. Đó là mình phải hiểu như vậy, chứ không phải là cứ có cái thông tin gì cũng hội vội vàng vàng ngày. Thế nhưng mà qua cái sự việc này, đúng không ạ? Ví dụ như các cái nhân vật như Son Lê hay là Lê Đức Vạn ở vòng cái đất, hay là Hải Dương Cày, hay là cái gì đó tích xanh tích đỏ tích vàng thì em biết, đúng không ạ? Đấy, vô đó bây giờ các chị vô đó hỏi nó xem là cái thông tin đó nó nhặt ở đâu, em nói thật nó đúng, nó không dám trả lời, bởi vì nó bịa ra, không lẽ là nó bảo nó bịa ra. Thế là bây giờ nó rõ ràng nhá, 2 năm đổ 10 rồi đấy, còn công bà nào cứ tin theo nó thì chịu thôi. Cứ nếu mà trả giá bằng tiền mặt mà chưa đủ thì ăn cơm tù, nói thế cho nó ngắn gọn. Đấy, thế thì như vậy để mình thấy được là tham gia cái không gian mạng á, thì cô chú anh chị cố gắng tỉnh táo một tí, sàng lọc cái thông tin để mình xem là nó đúng hay sai. Giống như cái thời gian gần đây, tại sao em không ít khi em chia sẻ bài, hay là có cái vụ mà đang nổi đây này, có cái anh mà anh idol top top ấy, anh đi ăn phở Hà Nội ấy. Bây giờ em chưa nói đúng sai bên nào. Bây giờ trước mắt là đã lên báo rồi, cơ quan báo chí, Sở Văn hóa Thông tin và Truyền thông đã bắt đầu vào cuộc rồi nhá. Thì sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho cô chú anh chị trong cái vấn đề này, ai đúng, ai sai. Và lúc đó nó sẽ có luôn là, ví dụ như là vào khoảng bao nhiêu giờ, ngày tháng năm nào, anh họ tên gì, chị như thế nào, vào quán như nào, trao đổi đó làm sao nhá. Những câu trao đổi đó thậm chí người ta còn được đặt trong dấu mặt kép thôi nhá. Rồi lúc đó cô chú anh chị hãy kết luận xem bên nào đúng, bên nào sai. Chứ không phải là vì lên đọc một cái bài xong rồi đi chửi người ta, không? Đi chửi người ta thế này thế nọ, thậm chí chửi cả một cái thủ đô Hà Nội, hay là chửi cả một cái miền Bắc. Ủa sao cô chú anh chị kỳ vậy? Cái miền Bắc hay thủ đô Hà Nội nó không phải là người dân Việt Nam à? Nó không phải là lãnh thổ của đất nước Việt Nam, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này. Mà từ cái
cái này là gì? Cái di chứng của cái bọn Pháp Tây Lâm nó để lại đó. Nó chia rẽ vùng miền, chia để trị đấy. Thì bây giờ cô chú anh chị lại nhảy vào đó, đúng không ạ? Nó đào sẵn cái hố rồi, nó đào từ những năm 1858 đến nay rồi, các anh các chị vẫn nhảy vào được. Thì thôi, các anh sai thì các anh cứ đóng phạt nhé. Quy định của pháp luật đã rồi, các anh cứ nhảy vào đó rồi các anh đóng phạt đi. Đấy, nói như vậy để cô chú anh chị hiểu, chứ không phải là cứ à cái anh này anh nổi tiếng ở trên dân mạng ở kia trao đổi cái thông tin nó là chính xác đâu, không phải thế. Mình theo dõi thì mình phải để ý một tí, đúng không ạ? Còn khi nào cơ quan nhà nước đã công bố à anh nào đúng anh nào sai rồi sẽ có cái kết luận cuối cùng, thì người nào sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái lời nói hành động của mình khi mà mình đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác theo đúng quy định của pháp luật. Thì không có vội gì mà cô chú anh chị nhảy lên. Chưa thì đọc một cái bài nghe lâm ly đi đát ha, nghe tội ghê.